Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sang Việt Nam. Hai nước đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Ý tưởng liều lĩnh của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn nhạc giao hưởng phục vụ các em thiếu nhi nhân dịp 1 tháng 6. Phật tử làm việc thiện trong mùa Phật đản, thể hiện đạo lý nhà Phật, lối sống tốt đời đẹp đạo. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 1 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam. Trong các cuộc trao đổi, Bộ trưởng Carter cho rằng hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều tiến triển tích cực, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Carter tán thành sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Carter tái khẳng định quan điểm ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Về phần mình, lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn mong muốn hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở đoàn kết và hữu nghị. Các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC và sớm đi đến Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Ngoài ra, của ông Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch nước gửi mời Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước đó, đoàn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Hai bên đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua. Tại buổi hội đàm, hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ theo các nội dung của bản ghi nhớ ký năm 2011. Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã ký bản tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Có thể nói, đây là bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ và trở thành đối tác toàn diện. Hai bên thì chúng tôi đã ký một cái tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ hợp tác quốc phòng trên cơ sở cái bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương hai bên ký năm 2011. Trong cái tuyên bố tầm nhìn thì có một số nội dung chính như tăng cường trao đổi các cái đoàn các cấp, rồi tăng cường tham vấn về chính sách quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tăng cường cái hợp tác về lĩnh vực khắc phục hậu quả sau chiến tranh, hợp tác về lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác về lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi bên. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Đặc biệt là trong hợp tác an ninh biển, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến thăm tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam tại Hải Phòng và cam kết sẽ cung cấp 18 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam củng cố lực lượng cảnh sát biển. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển lực lượng và xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc đáp ứng nhân lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. It's a privilege to be here as we mark the 20th anniversary. Trong cuộc thảo luận, chúng tôi đã tái khẳng định rằng hai bên sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng hai nước, đặt ra nền tảng cho quan hệ đối tác của chúng ta trong 20 năm tới. Có thể nói, sau quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, lần đầu tiên hai nước chúng ta đã hợp tác với nhau, đẩy mạnh thương mại quốc phòng và tiến tới sản xuất vũ khí. 20 năm trước, thật khó mà tưởng tượng được điều này sẽ diễn ra giữa hai nước chúng ta. Tuyên bố tầm nhìn chung đã định hướng hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng phù hợp với quan hệ chung, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chiều tối ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Algeria Abdel Malek Celan. Tại đây, hai thủ tướng đã nhất trí việc hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là dầu khí, và cùng thúc đẩy việc đàm phán và sớm tiến tới ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và an ninh. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria đang phát triển tốt đẹp. Về quan hệ chính trị, hai thủ tướng nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Thủ tướng Abdelmalek Celan
cũng khẳng định việc Algeria công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Về kinh tế, hai thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, lao động giữa hai nước, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Để hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai thủ tướng nhất trí cùng thúc đẩy việc đàm phán và sớm tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và hợp tác giữa hai bộ công an trong lĩnh vực chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Trên tinh thần đó, hai thủ tướng nhất trí cùng thúc đẩy các bộ ngành hai nước tích cực chuẩn bị cho kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 11, dự kiến tổ chức vào đầu năm tới tại thủ đô Alger. Hai thủ tướng cũng dành thời gian trao đổi sâu sắc về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Abdelmalek Celan nêu rõ quan điểm nhất quán của Algeria là giải quyết mọi tranh chấp trong khu vực và trên thế giới phải bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cũng trong chiều ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Algeria Abdelkader Bensalah. Trong buổi hội kiến, hai bên nhất trí đánh giá hợp tác giữa hai quốc hội hai nước đã có bước phát triển mới với vai trò tích cực của các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Algeria ở mỗi nước, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc hội là cơ sở vững chắc, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước. Nhất trí cơ bản với phương án giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay, cấp nào cũng đều có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Tăng số lượng đại biểu chuyên trách hay tăng thẩm quyền quyết định cho Hội đồng Nhân dân các cấp là những vấn đề đã được các đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận toàn thể về dự án luật tổ chức chính quyền địa phương vào chiều ngày 1 tháng 6. Theo đó, trong khi nhất trí với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay, song nhiều đại biểu đề nghị cần phải có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bên trong của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng cần tăng cường thẩm quyền cũng như số lượng đại biểu chuyên trách cho Hội đồng Nhân dân để cơ chế này hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng kiêm nhiệm như hiện nay. Trong khi đó, tại cuộc họp báo về hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 6, Bộ Công Thương khẳng định cơ cấu thị trường xuất khẩu vải thiều năm nay gần như không có sự thay đổi so với các năm trước. Tiêu thụ tại nội địa chiếm khoảng 60%, phần còn lại là xuất khẩu sang Trung Quốc. Hai thị trường mới là Mỹ và Australia, sản lượng xuất khẩu là không đáng kể. Để đưa hàng hóa xuất khẩu sang một thị trường mới, quy trình thủ tục phải mất từ 5 đến 8 năm. Do vậy, không thể kỳ vọng những hợp đồng xuất khẩu vải với khối lượng lớn sang Mỹ và Australia hay EU trong 1 hay đến 2 năm tới. Mặc dù năm 2015 mới chỉ thực hiện xuất khẩu thí điểm vài trăm tấn vải thiều sang Mỹ và Australia, nhưng Bộ Công Thương cho rằng điều này có ý nghĩa quan trọng vì đã tạo được sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân trồng vải thông qua các hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Riêng với thị trường Trung Quốc, Bộ cho biết đang tiến hành xây dựng khu trung chuyển nông sản tại Lạng Sơn để hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường này, đặc biệt là các loại trái cây có tính thời vụ. Với tiêu chí công khai, khoa học và trách nhiệm, ngày 1 tháng 6, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng với Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức diễn đàn khoa học thảo luận về dự án sân bay quốc tế Long Thành. Diễn đàn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học và đại diện các ủy ban của Quốc hội. Hiện dự án sân bay Long Thành vẫn tồn tại hai luồng ý kiến khác biệt. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng nên xây sân bay quốc tế lớn và mới thì mới đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế đất nước với tầm nhìn từ 15 đến 20 năm sau. Tuy nhiên, ở luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng triển khai dự án sân bay Long Thành tại thời điểm hiện nay là chưa cần thiết vì sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa vẫn có thể nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định trên cơ sở các số liệu tính toán và khả năng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất cũng như hàm lượng dioxin ở Biên Hòa nên luồng ý kiến thứ hai là không khả thi. Do vậy, việc xây dựng sân bay Long Thành sẽ hợp lý nhất. Tuy nhiên, trước những ý kiến của các nhà khoa học, Bộ Giao thông Vận tải cũng tái khẳng định sẽ thẩm tra, tính toán và trả lời cụ thể nhằm tạo sự thống nhất trước khi dự án được Quốc hội phê duyệt. Tiếp theo là một số thông tin thời sự đáng chú ý khác. Ngày 1 tháng 6, lễ thông xe nút giao thông IC12 và công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái đã được tổ chức. Đây là nút giao thông cuối cùng của giai đoạn 1 dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có vốn đầu tư 73 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ giúp tỉnh Yên Bái kết nối với đường cao tốc, rút ngắn khoảng cách giao thông với Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc. Đặc biệt, nút giao thông này được kết nối với tuyến đường tránh ngập thành phố Yên Bái có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây sẽ là trục giao thông quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái.
Cũng trong ngày 1 tháng 6, hãng hàng không Jetstar Pacific đã khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội với Đà Lạt với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Chuyến bay cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 7 giờ 15 và chiều ngược lại từ sân bay Liên Khương lúc 9 giờ 40. Như vậy, hiện đã có 3 hãng hàng không tham gia khai thác chặng Hà Nội-Đà Lạt với tần suất 5 chuyến mỗi ngày, góp phần kích thích tăng trưởng du lịch của địa phương. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, ý tưởng liều lĩnh của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn nhạc giao hưởng phục vụ các em thiếu nhi nhân dịp 1 tháng 6. Phật tử làm việc thiện trong mùa Phật đản thể hiện đạo lý nhà Phật, lối sống tốt đời đẹp đạo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Những ngày vừa qua thì nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đã được tổ chức nhằm đem đến niềm vui và hạnh phúc cho các em thiếu nhi trên khắp cả nước. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều diễn đàn bàn về các phương pháp giáo dục trang bị cho các em những kỹ năng trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Và xung quanh vấn đề này thì chúng tôi cũng đã mời tới trường quay hôm nay bà Nguyễn Thị Nga, Cục Phó Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin chào bà. Thưa bà, xin bà cho biết là chính phủ thì vừa phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề là lắng nghe trẻ em nói, trong đó thì chú trọng đến quyền tham gia và nâng cao kỹ năng của trẻ em. Bà có thể cho biết rõ hơn ý nghĩa của chủ đề này? Như chúng ta đã biết, tháng hành động vì trẻ em là chiến dịch truyền thông, vận động chính sách, vận động xã hội hàng năm được tổ chức từ trung ương đến cơ sở với mục đích là tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và của toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức để thực hiện các cái quyền cơ bản của trẻ em. Trong 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em, đấy là nhóm quyền sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia, thì cái nhóm quyền tham gia của trẻ em thì hầu như chưa được xã hội quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, năm 2015, Bộ Lao động Thương binh Xã hội chọn chủ đề để phát động tháng hành động vì trẻ em, lắng nghe trẻ em nói, để nhằm xây dựng luật pháp, chính sách, bảo đảm, thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em, lắng nghe ý kiến trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên những cái ý kiến của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em và lắng nghe, xem xét, phản hồi các cái ý kiến của trẻ em. Chính vì vậy, chủ đề năm nay được Bộ Lao động Thương binh Xã hội chọn và phát động vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, được phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Thưa bà, thì Việt Nam hiện nay đang thực hiện những chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng. Vậy theo bà thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì cho trẻ em về kiến thức cũng như là những kỹ năng về văn hóa, giao tiếp hay là ngôn ngữ? Chúng ta cũng biết là quyền tham gia của trẻ em thì bao gồm các cái quyền được tiếp cận thông tin, quyền được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng về các cái vấn đề ảnh hưởng của trẻ em, quyền được người lớn lắng nghe, phản hồi ý kiến và quyền được tham gia vào các cái quá trình ra quyết định. Quyền trẻ em được kết giao, được thành lập, tham gia các cái nhóm, hội, câu lạc bộ của trẻ em và tham gia các cái hoạt động xã hội. Nên chính vì vậy, khi chúng ta hội nhập thì chúng ta cần phải trang bị những cái kiến thức, những cái kỹ năng rất là cơ bản mà thông qua các cái hình thức thể hiện quyền tham gia của trẻ em từ môi trường gia đình, môi trường của nhà trường, môi trường xã hội và đặc biệt là sự tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu mà xét cụ thể về những kỹ năng về văn hóa cũng như giao tiếp thì theo bà thì những kỹ năng nào là cần thiết đối với các em trong bối cảnh hội nhập hiện nay? Những cái kỹ năng của trẻ em thì như tôi vừa trình bày ở trên thì nó đòi hỏi trẻ em thì cần có những cái kiến thức và kỹ năng rất là toàn diện. Nhưng mà với cái chủ đề mà để lắng nghe trẻ em nói thì trẻ em rất cần, một là có những cái được cái tiếp cận thông tin một cách rất là đầy đủ, và với thứ hai là trẻ em phải tạo những cái môi trường thuận lợi mà trẻ em có thể được bày tỏ và nói lên ý kiến của mình. Và đặc biệt là khi các cái vấn đề mà được các cấp, các cơ quan chức năng trả lời, phản hồi thì các em có thể xem xét lại được những cái vấn đề đã trả lời đối với ý kiến của các em đấy đã được thỏa đáng hay chưa, để các em tiếp tục bày tỏ những cái nguyện vọng, những cái ý kiến mà những cái vấn đề liên quan đến trẻ em của chúng ta. Giao lưu quốc tế thì cũng là một vấn đề quan trọng để có thể thúc đẩy những cái kỹ năng cũng như là cái sự hiểu biết của các em. Vậy thì trong tương lai thì Việt Nam có những cái kế hoạch như thế nào để có thể tăng cường sự giao lưu quốc tế cho các em thiếu nhi Việt Nam? Vâng, hiện nay thì chính phủ đang giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì hai cái nội dung rất là lớn. Một là liên quan đến sửa đổi luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thì trong dự thảo luật
thì có một chương quy định liên quan đến bảo đảm quyền tham gia của trẻ em. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đang xây dựng chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2015-2020, thì để trẻ em Việt Nam của chúng ta có thể chủ động được tham gia vào các vấn đề hội nhập quốc tế, thì một số những cái hoạt động, những cái mô hình thí điểm mà Bộ cũng sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian tới để tăng cường cái quyền tham gia của trẻ em. Một số những cái hoạt động chủ yếu đó là: một là trẻ em của chúng ta chủ động được tham gia ở các cái câu lạc bộ được tổ chức ở nhà trường, câu lạc bộ tổ chức được ở cộng đồng, khu dân cư. Và cái hình thức thứ hai là trẻ em được tham gia các cái nhóm mà do trẻ em thành lập và khởi xướng. Và một cái mô hình thứ ba nữa là hiện nay thì trong thời gian vừa qua, một số tổ chức quốc tế vì trẻ em tại Việt Nam đã triển khai thí điểm, đấy là những cái dự án nhỏ cho trẻ em khởi xướng. Thì những cái vấn đề ở cộng đồng mà trẻ em phát hiện ra được thì thông qua những cái dự án đó thì trẻ em có những cái diễn đàn để trẻ em nói lên những cái vấn đề mà nó liên quan đến trẻ em tới các cấp lãnh đạo. Và thông qua những cái hoạt động đó thì là các cấp lãnh đạo sẽ xem xét những cái ý kiến và những cái nguyện vọng của trẻ em. Và thực tế thì ở các địa phương cũng đã làm rất là tốt những cái mô hình này. Và đặc biệt thì trong những thời gian vừa qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thì Việt Nam cũng đã 3 lần tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia. Và năm 2015 thì diễn đàn trẻ em quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8, thì cũng được với sự tham gia của các cái tổ chức quốc tế và một số bộ ban ngành ở trung ương, thì các tiếng nói, các cái vấn đề có liên quan đến trẻ em thì sẽ được chuyển tới lãnh đạo của các bộ ban ngành xem xét để có thể đưa vào cái việc xây dựng luật pháp, chính sách và để đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn các cái quyền của trẻ em. Xin cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi, và chúng ta cùng hy vọng là cùng với những nỗ lực của gia đình cũng như là các cơ quan nhà nước thì trẻ em sẽ có được một môi trường phát triển đầy đủ và có thể tự tin cùng với các bạn bè trên khắp thế giới. Xin cảm ơn bạn. Và thưa quý vị và các bạn, cũng nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 này thì có một tác phẩm giao hưởng kinh điển của thế giới đã được dàn dựng phục vụ các em nhỏ tại Việt Nam. Đây là ý tưởng mới lạ và có thể nói là khá liều lĩnh của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội. Liều lĩnh là bởi đưa giao hưởng tiếp cận với khán giả trưởng thành đã khó và với thiếu nhi thì còn khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên thì âm nhạc đã được khéo léo lồng với kể chuyện, giúp các khán giả nhí biết về các nhạc cụ thính phòng và cảm nhận được cái hay của dòng nhạc Bach học này. Sân khấu biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam hôm nay có một nhân vật đặc biệt. Tin Aulismicker là một nhân vật dân gian nổi tiếng của Đức, có tài châm chọc các tầng lớp hách dịch cường quyền trong xã hội. Đây cũng chính là nhân vật dẫn dắt khán giả đến với các câu chuyện được kể bằng nhạc giao hưởng. Bởi vì bản nhạc viết cho nhân vật Tin Aulismicker đấy thì là cũng có những cái kể trước của người dẫn chuyện, cũng như là người dẫn chuyện đồng thời hóa thân luôn vào nhân vật Tin Aulismicker để làm cho khán giả hiểu hơn nữa về câu chuyện, hiểu hơn nữa về tính cách của Aulismicker. Thì cá nhân tôi cho rằng đây là một cách làm rất thông minh để làm sao mà với một cái chất liệu bác học như thế mà khán giả vẫn có thể ngồi lắng nghe và hình dung ra được câu chuyện, tưởng tượng ra được câu chuyện. Tác phẩm kinh điển Những trò chơi khăm thú vị của Tin Aulismicker của nhà soạn nhạc người Đức Richard Strauss được lựa chọn là chủ đề cho buổi biểu diễn giao hưởng đầu tiên dành cho thiếu nhi. Trong đó, cuộc phiêu lưu của Tin trở nên sống động hơn nhờ âm nhạc. Còn với rất nhiều em nhỏ thì đây là lần đầu tiên biết đến cây đàn violon, cây kèn trumpet và cũng là lần đầu tiên nghe nhạc thính phòng. Trải nghiệm thử làm nhạc trưởng đã thực sự cuốn hút các khán giả nhí. Con lên làm nhạc trưởng con thấy thích ạ. Dạ, con thích nhất là dàn hợp sướng ạ, tại vì là các cô chú cho rất là hay ạ. Các dụng cụ âm nhạc và cách người ta chỉ huy dàn nhạc rất là hay. Sau khi được đi xem trực tiếp chương trình nhạc giao hưởng thì con thấy nó có phần sống động hơn khi xem trên TV, và sự dẫn con, lôi cuốn con vào nội dung của câu chuyện. Tác dụng của âm nhạc giao hưởng thính phòng đối với việc giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của trẻ em là điều mà khoa học đã chứng minh. Đây cũng là lý do thôi thúc Viện Goethe hợp tác với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dàn dựng buổi biểu diễn này. Tôi rất mừng vì nhiều gia đình và trẻ em đã tới xem buổi biểu diễn. Đây là cơ hội tốt để đem âm nhạc cổ điển đến gần với trẻ nhỏ, những khán giả của tương lai. Tôi tin rằng giáo dục văn hóa luôn luôn bắt đầu với trẻ nhỏ. Khi mà các gia đình chú trọng đến văn hóa như âm nhạc hay nghệ thuật, thì trẻ em cũng sẽ có tình yêu với âm nhạc, trong đó có nhạc giao hưởng.
Hòa nhạc gia đình là tên gọi khác mà những người tổ chức muốn đặt cho đêm diễn, bởi đây cũng là dịp để gắn kết gia đình, giúp các bậc phụ huynh thêm hiểu và khích lệ tình yêu âm nhạc của con trẻ. Ngày 1 tháng 6 năm nay cũng diễn ra một sự kiện văn hóa tâm linh đặc biệt, bởi ngày này theo âm lịch là ngày rằm tháng 4, ngày Phật đản, ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản 2015 Phật lịch 2559 tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong những năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, trong sáng nay, lễ chính thức Đại lễ Phật đản đã được tổ chức long trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ chính thức Đại lễ Phật đản đã được tổ chức với hai phần nghi thức hành chính và nghi lễ truyền thống. Trong suốt tuần lễ Phật đản tại đây, cũng đã diễn ra nhiều hoạt động tâm linh văn hóa như diễu hành thuyền hoa, lễ rước Phật, lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 đã diễn ra tại Việt Nam Quốc tử. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của Đại lễ Phật đản, toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử đã thực hiện nghi thức thiêng liêng chào quốc kỳ, đạo kỳ, dâng hoa cúng Phật, thả chim bồ câu cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, chúng sinh an lạc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm cứ tới chuỗi ngày Phật đản, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay và làm việc thiện. Tiếp nối đạo lý này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chùa đã tổ chức các buổi lễ và nhiều hoạt động từ thiện lớn. Lễ Phật đản được Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất chú trọng, với hàng ngàn tăng ni Phật tử từ mọi nơi đổ về tham dự. Ví như tổ chức văn nghệ chào mừng Phật, thuyết giảng Phật Pháp, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây nhà tình thương, thăm hỏi và tặng quà bà con nghèo. Đức Pháp Chủ kêu gọi mừng Phật đản, mình phải nhớ đến nhân dân nơi ban động đất. Do đó cho nên ở riêng thành phố Hồ Chí Minh thì các 24 quận huyện đều trong lễ Phật đản đều có kêu gọi để đóng góp cho nơi ban. Ngài cũng nhắc nhở tăng ni Phật tử quan tâm đến các trẻ em thiếu niên nhi đồng để giúp đỡ cho các em để có đủ điều kiện đến trường học tập. Mình làm cái niềm vui cho người ta, chứ là cái vui của mình. Ngày nào đó họ ra đường họ làm những cái gì đó cái thiện thì về nhà ngủ thấy yên. Nói chung thì cái từ thiện này cũng không có phân biệt nghèo giàu gì. Ngày Phật đản năm nay đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi nên Hội Phật giáo và các ni sư Phật tử đặc biệt dành tình cảm tới thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước. Tại các chùa, các lễ đài lớn hay được dựng lên mà không gây tốn kém nhiều theo đạo lý nhà Phật, và các hoạt động từ thiện như hiến máu nhân đạo, phát lộc cho bà con nghèo. Khi mà tôi nhận món quà này, tôi rất cảm ơn tất cả và cũng rất là xúc động. Nhưng mà giờ hai vợ chồng già rồi, không có làm gì ra đồng tiền hết. Nhưng mà nhận cái món quà này rất là quý giá đối với gia đình. Cái cảm giác rất vui vì nhà nghèo được phát đói. Hàng năm cứ vào ngày mùa Đức Bổn Sư Đản Sanh á, thì chúng tôi đều có những cái hoạt động như là tham gia các công tác từ thiện xã hội, như là phát quà cho đồng bào nghèo hoặc là những đêm văn nghệ để mà mừng Phật đản. Và chúng tôi thường có những cái cuộc mà đi thăm các trại cô nhi, các nơi nuôi người già neo đơn để chúng tôi an ủi họ. Tất cả mọi việc làm dù là lớn hay nhỏ đều mang đến tính cách lời tha, tức là mang đến cho mọi người một sự an vui và hạnh phúc. Ý nghĩa của ngày Phật đản không chỉ giới hạn trong những ngày lễ này mà còn được tiếp tục trong suốt cả năm, mong muốn mỗi lần đi chùa, những tật như là đố kỵ, kiêu căng, sân hận, ích kỷ nhỏ nhoi của con người được giảm bớt. Và càng ngày, người dân càng biết sống hiền lành, tha thứ, bình an, hạnh phúc, giúp đỡ những người xung quanh mọi lúc mọi nơi và tiếp tục làm việc thiện. Bản tin thời sự ngày 1 tháng 6 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV4Go của Ban Chuyển đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.